Em chào mình, em đã đến với em Tùng Audio Hải Dương. Tiếp tục lên sóng cho anh em dòng mic không dây huyền thoại, đó chính là dòng mic Shure UI8. Đây là phiên bản mic mà rất nhiều sự tranh cãi lẩy ra với cái dòng mic này. Của thị trường âm thanh thì có rất nhiều phân khúc phiên bản mà không biết là phiên bản nào mới là phiên bản hay và chất lượng cho anh em lựa chọn đây. Và ngày hôm nay thì bên em Tùng Audio cùng anh em khách hàng kiểm tra phiên bản đắt nhất tại giờ âm thanh, phiên bản chuẩn nhất và cũng là hay nhất rồi. Đây là Shure UI8. Hồi bình trước thì có thể là tất cả phiên bản đầu hồng dầu như là giống nhau các bạn. Còn về phần nội thất đấy là cái phần quan trọng để các anh em có thể đánh giá sản phẩm. Và bên em Tùng hiện tại thì đang bán đó là phiên bản loại đắt nhất và loại cao cấp nhất cho anh em. Đương nhiên tiền nào của đấy, các bác biết rằng là cái phân khúc hàng cao cấp thì nó cũng sẽ mang lại cho anh em chất lượng hàng tốt, và em cũng để cho anh em một mức giá thành cực kỳ hời so với giá thị trường, và em để cho anh em giá khoảng hơn 2 triệu đồng cho anh em mua và sử dụng ngay dòng mic Shure UI8. Còn những cái phiên bản dưới mức 2 triệu đồng thì các anh em bỏ đi, với 3 phần những phiên bản đó sẽ là phiên bản hàng loại 2 hoặc thậm chí là hàng loại 3 cho anh em. Và mua những cái phiên bản đấy thì thà các anh em mua những cái phiên bản hàng khác đến từ nhà sản phẩm Shure. Ví dụ như là các anh em có thể mua Shure 23 này, hay chúng ta mua những cái dòng Shure khác. Với dòng mic Shure UI8, nếu các anh em đã chơi thì chắc chắn rồi, ta lên chơi hàng loại 1. Hàng loại 1 thì có 2 phân khúc, thì hãy cùng với em Tùng kiểm tra phân khúc hàng loại 1 như thế nào mới là hàng chuẩn các nhá. Đây là phiên bản Shure UI8. Cùng anh em khách hàng đập hộp và kiểm tra các linh phụ kiện bên trong của dòng Shure UI8 hàng loại 1 bên em. Hàng loại 1 thì chia ra 2 phân khúc các anh nhá. Có hàng loại A, loại B đấy các bác. Đây là các bạn anh em đang được xem các cái linh phụ kiện bên trong. Còn trước mắt thì chúng ta xem các linh phụ kiện đã, sau đó thì em sẽ giải thích sau về những cái mẫu sản phẩm thị trường. Chúng ta sẽ có phiên bản bộ thu. Đây là phiên bản hàng loại 1. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy ngay về thiết kế giao diện, phím volume âm lượng tổng to. Phiên bản hàng loại 2, loại 3 thì đa phần là cái phím này nó rất là nhỏ, thậm chí là các nút tính năng không bấm được cơ. Đấy, có rất nhiều bác mua khoảng độ tầm 1,5 triệu, 1,6 triệu ở trên những cái sàn thương mại điện tử đấy. Các bác mua về, thứ nhất là chúng ta mua không có bảo hành. Bởi vì khi các anh em mua hàng, chúng ta không biết cửa hàng họ ở đâu. Chúng ta chỉ đặt hàng bằng cách là để lại thông tin và họ sẽ tự động chuyển hàng cho các bác. Sau đó thì các anh em nhận hàng về thì có thể là chúng ta không tìm cách nào để chúng ta liên hệ được với bên nhà sản xuất hay bên bán để các anh em hỗ trợ đợt nhường hưởng thường các cái hỗ trợ tính năng, ví dụ như là anh em để mất tần số hoặc chúng ta alo chúng ta thử hàng nó không lên, chúng ta không biết làm nào để hỗ trợ, thì tốt nhất các anh em mua hàng chúng ta lên tìm những địa chỉ uy tín chút để chúng ta mua, để có được cái chế độ bảo hành rồi là cái chế độ chăm sóc hàng tốt nhất. Chúng ta sẽ có hàng có tem đầy đủ model của bên em, thì cái lô này là lô mới nhất các bác nhá, 2024 luôn cho anh em khách hàng. Và chúng ta sẽ có đầy đủ các cái đường cổng cắm ghép đồ các vị âm thanh, đường 6 ly, đường ca lông. Và em này sử dụng hai dầu anten. Đây là các linh phụ kiện đi kèm bên trong của dòng mic Shure UI8. Chúng ta sẽ có các cái linh kiện như là dây jack cắm nguồn, dây 6 ly, giá chống lăn và 4 mi thử hàng cho anh em. Cái hai dầu đi kèm. Và đây là tay mic thiết kế của dòng mic Shure UI8, chắc chắn anh em không nên bỏ qua cái thiết kế tay mic của Shure UI8 này. Nếu anh em thợ hoặc là anh em sự kiện thì đã quá hiểu dòng này rồi đúng không ạ? Chỉ cần nhìn lướt qua thôi, không cần phải nhìn cái logo, chúng ta nhìn cái mặt này thôi chúng ta cũng có thể đánh giá được đây là dòng mic nào, có thể đoán được ngay dòng mic nào. Bởi Shure UI8 chỉ có thể là Shure UI8 thôi, bởi vì sao ạ? Nó phiên bản màu tay trắng, màu tay to, đế dài và cầm nắm rất là thoải mái thôi nhá. Độ là ổn định của dòng mic này, mang lại cho anh em một chế độ hình thức giao diện đẹp mắt đến từ phần tay mic, và em này thực sự là một trong dòng mic không dây rất là bền để anh em chơi sự kiện mà chúng ta chơi ấy, thì nó rất là nhanh hồi vốn và thậm chí là chúng ta chơi rất là lâu. Cái dòng này thì tiếng nó rất là khỏe nữa, giải bát dày, âm thanh giải chép chi tiết và sắc nét cho anh em. Và ngay bây giờ được quý anh em cắm điện lên và trải nghiệm hình thức giao diện, thiết kế cũng như chất lượng âm thanh của dòng mic Shure UI8 bản huyền thoại đời đầu, chất lượng bên cảng em Tùng nhá. Anh em, đây là giao diện thiết kế của dòng mic Shure UI8, một trong phiên bản mic không dây huyền thoại đời đầu mà chắc chắn là không thể bỏ qua được đúng không ạ? Kể cả em Tùng Audio làm về dòng này hay là rất nhiều anh thợ cũng đã làm qua dòng Shure UI8 rồi, các bác đã được đi tham khảo rất nhiều nơi, đã đến với cảng em Tùng là chắc chắn là các anh em cũng đã tham khảo đến từ dòng mic Shure UI8 ở những cảng khác. Và đã đến với cảng em thì đương nhiên em sẽ mang đến cho anh em sản phẩm âm thanh chất lượng nhất. Đây là thiết bị dòng mic không dây Shure UI8 bản đời đầu. Và các bạn đã được nhìn thấy về thiết kế giao diện đây, khi chúng ta cắm điện lên cái phiên bản này thì cũng không có quá nhiều tính năng. Em thấy là nhiều bác hỏi em là Shure UI8 là có tự ngắt này hay là có các tính năng như là cảm biến gia tốc rồi là vân vân, rất nhiều tính năng mà các anh em hỏi em mà em không biết trả lời như thế nào nữa, bởi vì các bác biết rằng đây là cái phiên bản đời đầu tiên của những dòng mic không dây. Vậy nên nó không được tích hợp nhiều tính năng như những phiên bản mic không dây công nghệ hiện đại bây giờ đâu. Và chủ yếu của cái phần mic không dây Shure UI8 đó là gì các bác biết không ạ? Đó là cái chất giọng, và cái chất giọng thì là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để anh em lựa chọn dòng mic không dây rồi.
tính năng nhiều không để làm gì cả, đúng không ạ? Ví dụ như anh em đi làm những công việc chuyên môn thì chúng ta cần tính năng, chứ chúng ta chơi gia đình thì sao? Chúng ta chỉ cần đến hai yếu tố để chơi dòng mic gia đình thôi. Thứ nhất là gì ạ? Âm thanh chuẩn, thứ hai nữa là cái tính năng bền bỉ. Đó là hai cái yếu tố mà chúng ta đi mua mic không dây chơi gia đình các anh em lên cần và lên sử dụng. Và chắc chắn rồi, cái dòng mic Suối 8 này được rất nhiều các anh em làm sự kiện mua và sử dụng nữa. Cái dòng mic này thì đa phần anh em sự kiện ít nhất phải có một con. Nếu như có anh em là những anh em sự kiện lâu năm, chúng ta chơi đi làm sự kiện lớn nhỏ, chơi làm sự kiện phòng trà, hoặc là chúng ta đi làm sự kiện cho thuê loa kẹo kéo, rồi là kể cả đến những em làm đám cưới đám hỏi chẳng hạn, chúng ta vẫn có sử dụng một con mic không dây số cua, đó chính là dòng mic Suối 8 ở trên này. Em giờ bán hàng cái dòng mic này thì từ rất là lâu rồi, và đa phần là những anh em sự kiện đi hỏi mua dòng mic Suối 8 rất là nhiều, bởi vì họ cũng biết rằng là đây là một cái dòng mic mà rất là chuẩn về tiếng, thứ hai nữa là về tính năng bền bỉ, thì không có dòng mic nào thì cạnh tranh được nữa rồi. Suối 8 thiết kế giao diện là hai mặt màn hình, thì chúng ta cổng mic, các phím chia đáp volume đây, phím set tần số, chuyển đổi tần số, các phím này thì sử dụng thao tác được các bác nhá, thao tác được. Đấy, anh em có thể nhấn để chuyển tần số này sang 99 xuống 88 là 98 97 này. Đấy. Đấy, một vài dòng mic và hàng hai loại ba em cũng đã nhấn mạnh cho anh em rồi, các phím chia đáp dù như chỉ để làm đẹp thôi chúng ta sẽ không nhấn được. Đấy, nên là anh em lưu ý cho em kiểm tra hàng loại một tốt một chút nhá, để chúng ta mua về chúng ta đỡ mất tiền oan về những cái mẫu sản phẩm mà chúng ta nhận về không được ưng ý, mà mặc dù giá thành các bác có thể là mua rẻ hơn, nhưng các anh em kiểm tra lại cho em xem là có đúng là phiên bản là loại các anh em đang cần mua hay không. Với hai dâu anten, thật các bác những cái dòng mic Suối 8 và hai dâu thôi, nhiều bác là yêu cầu là phải có bốn dâu thì sóng mới khỏe, nhưng thật sự các bác không phải là cứ dâu nhiều là khỏe sóng lại xa hay là sóng khỏe đâu. Cái dòng mic Suối 8 này cũng có thể cạnh tranh được với rất nhiều dòng mic không dây bốn dâu các anh nhá, thậm chí còn xa hơn nhiều nữa. Của dòng mic này thì đã được rất nhiều anh em sự kiện làm kiểm chứng rồi, chúng ta không phải lo về hiện tượng sóng xa sóng gần. Và đây thiết kế tay mic thì nhấn mạnh cho anh em một lần nữa nhé các bác, tay mic rất là to, đế dài, độ nặng ổn định, cầm nắm rất là chắc tay, thoải mái luôn các bạn. Khi chúng ta cầm lên con mic này chúng ta sẽ thấy ngay nó to hơn so với những gì các anh em nhìn thấy trên video đấy. Đấy, ở trên video thì có thể là các anh em nhìn nó không được to lắm, nhưng khi các anh em cầm lên và khi chúng ta nhận hàng về chúng ta mới thấy rằng là cái tay mic của em này rất là thoải mái, cầm nắm rất là chắc tay, độ nặng ổn định đầm, và chất lượng âm thanh của dòng mic Suối 8 mới chính là cái điều các anh em cần tham khảo bây giờ cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh của dòng mic không dây huyền thoại đời đầu Suối 8 nền tảng em Tùng Audio đang lên sóng và giới thiệu cho anh em trên video ngày hôm nay nhé. 1 2 5 6 7 8 9 7. Đây các bác nghe thử âm thanh, các bác đã biết dòng mic Suối 8 nó mạnh ở điểm gì chưa ạ? Chỉ có thể là Suối 8 mới có được cái chế độ âm thanh tiếng bass dày như thế này thôi, mà em ngồi rất là gần loa, bật âm lượng tổng cực kỳ to, không hề có hiện tượng rú mic xảy ra nhá. Bác nghe thử lại lần nữa là 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7. Chất giọng âm thanh nó rất là dày dặn, bởi vì cái dòng mic này thì cái giải bass nhiều và nó mang lại cho anh em chất giọng âm thanh khỏe khoắn, thoát tiếng tốt nhá. Và ở đặc biệt ở cái phiên bản mà hàng chất lượng ấy, hàng cao cấp nhất ấy, thì các bác nghe cái số 6 và số 9 ấy, cái tiếng chép ấy nó có tiếng xì nhiều hơn, tức là nó chi tiết hơn so với những phiên bản thông thường. Các bác nghe lại từ số 6 hay số 9 em đọc này. 6 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 6. Các bác nghe thử tiếng xì nó dài hơn đúng không ạ? Và âm thanh của giọng này cực kỳ là chi tiết, mang lại cho anh em có chất là âm thanh khỏe khoắn, phần giải bass này, lực tốt này, âm thanh chắc tiếng hơn, dày tiếng hơn, mang lại cho anh em cái chế độ âm thanh lực nhất, và mang lại cho các anh em cái tiếng chép sáng và chi tiết. Đó là những gì mà Suối 8 và bên em Tùng Audio đang giới thiệu trên video ngày hôm nay, các anh em cần tham khảo. Và để biết được phiên bản của bên em Tùng là hàng loại mấy thì ngay bây giờ cùng anh em kiểm tra luôn phần nội thất bên trong nhá. Cái phiên bản này thì không chỉ là riêng em Tùng bán đâu, cũng rất nhiều thị trường âm thanh cũng có nhiều đơn vị đại lý họ bán phiên bản này, chứ không phải là riêng một mình em Tùng bán. Nên các anh em có thể đi tham khảo. Đấy, không là các bác lại bảo là rằng là có mỗi nhà em bán cái phiên bản này thì em nói thế nào cũng được, nhưng thật sự đây là một cái phiên bản mà được rất nhiều các anh em đi làm sự kiện rồi là thợ cũng như là nhà sản xuất, đây là cái phiên bản đời cao cấp nhất, một phiên bản chuẩn chi tiết nhất, âm thanh chuẩn nhất cho các bạn anh em. Nói chung là tất cả những cái gì nhất thì Suối 8 bên cạnh em Tùng Audio thì các bạn đang được nhìn thấy trên này.
Không phải là em nói quá vang lên, nhưng mà thật sự đây nó chính xác là như vậy rồi. Nếu các anh em đã đi tham khảo ở trên những sàn hoặc là những cái cửa hàng khác thì chúng ta đã biết được cái Su X8 có rất nhiều phân khúc, có phiên bản vỉ xanh lá cây, có phiên bản vỉ mạch xanh da trời, có phiên bản vỉ tím rồi nào, vân vân, rất nhiều phiên bản vỉ. Và hiện tại thì phiên bản chuẩn nhất và tốt nhất vẫn là phiên bản vỉ mạch xanh da trời nhá. Và phiên bản này thì nó sẽ đắt hơn so với những phiên bản thông thường một chút, và em Tùng thì cũng sẽ để giá tốt hơn so với giá thị trường nữa. Các anh em mua hàng chắc chắn là các anh em sẽ cảm thấy hài lòng. Gọi điện là mua được hàng, là trước được đơn với bộ sản phẩm Su X8 bên cảng cùng Audio Hải Dương. Và video của em xin dừng lại tại đây. Anh em muốn mua phiên bản mic không dây, huyền thoại đời đầu, chất lượng Su X8, liên hệ ngay theo số điện thoại bên cùng Audio. Số điện thoại em để sẵn ở phía dưới phần video. Ở trên video ngày hôm nay bên em cũng đã để số điện thoại bên em Tùng rồi. Chỉ cần gọi điện là các anh em sẽ nhận được tư vấn và hưởng được mức giá ưu đãi đặc biệt đến từ dòng mic không dây bản chuẩn huyền thoại đời đầu. Xin chào anh em.